Kỹ thuật giật trái là một trong những kỹ thuật được sử dụng nhiều trong một trận đấu bóng bàn. Người chơi sử dụng thuần thục kỹ thuật này sẽ có nhiều lợi thế ghi điểm trong trận đấu. Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi người chơi phải tập luyện trong một thời gian dài để sở hữu một cú giật trái chất lượng. Sau đây, huấn luyện viên Hoàng Quốc Việt, câu lạc bộ bóng bàn Thầy Trò, thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ thuật này. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay thầy hướng dẫn hai em cái kỹ thuật giật trái xoay xuống. Hai chân này đứng rộng hơn vai, đấy, hoặc bằng vai, trọng tâm này, đổ người về phía trước. Trái này là mình phải để tay hạ xuống đến đùi, đấy, nào, vút cánh tay về phía trước nào. Cái kỹ thuật này phải dùng lườn, hông và cánh tay và cổ tay kết hợp với nhau. Với bóng này, nhìn này, là bóng này, ngửa vợt này, tạo giật, xoáy. Nhìn này, 3/4 phần dưới của bóng này, hạ xuống này. Bóng vào đến điểm số 3, bắt đầu mình, đây là 1, đây là 2. Khi bóng rơi xuống điểm thứ 3 thì bắt đầu mình giật này. 1 này, 2 này, xuống đến 3 này. Đấy, nào. 1 này, 2 này, xuống 3 này. Đấy, các em này nhìn này, động tác này. Nào, tay con hạ, đúng rồi, xoay, lườn, đúng rồi, vút, đúng rồi, tốt. Con giật này, con hạ xuống đây này, cánh tay này, con bật về phía trước này, bật này, bật ra này, bật ra này, đúng không? Bật ra xong về này. Đấy, thoải mái ra, núc lên thì dứt khoát, xong lại về thì thả lỏng ra nào. Đúng rồi. Con hạ xuống nào, chân trái thấp hơn một chút. Đúng rồi. Hạ tay giật trái vậy, tay xuống đến đùi nè, xoay lườn. Hạ xuống đùi. Tốt. Đúng rồi. Nào, con vút lên này, con vút lên này, vút lên xong con lại thả lỏng về nào, vẫn lên. Đúng rồi, xoay lượn đi. Thank you.
bây giờ Linh sẽ thực hiện theo hướng dẫn của thầy nào. Đúng rồi. Chậm thôi. Ma sát rồi. Đúng rồi. Nào ma sát lên nào. Chậm lại một chút nữa. Đúng rồi. Nào chậm thôi. Đúng rồi, đợi đến điểm thứ ba bắt đầu giật. Đúng rồi. Tốt. Tốt. Đúng rồi. Chậm thôi. Dứt khoát lên. Đúng rồi. Từ dưới bóng này. Đấy, con mình ngửa vọt ra. Tốt. Tốt. Đúng rồi. Rồi nào, nắm lại. Đừng để bóng vào người. Đúng rồi, bật ra phía trước. Tốt. Đúng rồi. Tốt. Đúng rồi. Ma sát lên nào. Đúng, nào. Tốt. Đúng rồi. Tốt. Rồi. 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 Thấy chưa? Đúng rồi. Ma sát lên một chút nữa. Tốt. Đúng rồi, chuyển ra. Dứt khoát lên nào. Đúng rồi. Con chậm lại nào. Đúng rồi, đấy chậm lại nào. Tốt. Rồi. Rồi.